giấu tên gửi 10.000. Anh có thể giải thích dùng em tại sao anh lại bật thủ theo hướng bóng và TPD tham gia phòng thủ được không ạ? Và bật thủ theo hướng bóng nó khác gì so với để mặc định và nên bật thủ theo hướng bóng hay là để mặc định vậy ạ? Mong anh giải thích dùng em nhé. Thank you em. Rồi, thực ra là trong video anh có làm mà nhắc đến nhiều lần. Nhưng vì là em donate thì đương nhiên là phải giải ngay. Anh có thể giải thích dùm em tại sao anh lại bật thủ theo hướng bóng và tiền đạo tham gia phòng thủ được không? Rồi, một ý. Thì nó là thế này. Thực ra nếu mà các bạn có nhớ về cái hệ thống phòng ngự ngày trước á, cái hệ thống phòng ngự ngày trước thì anh em sẽ thấy là nó có một cái, anh em nhớ không? Phòng thủ tự do và bẫy việt vị. Thế thì cái phần mà tự do với bẫy việt vị này ấy, thì ở trong cái hệ thống chiến thuật đội vào thời điểm hiện tại là các bạn không thấy, đúng không? Đấy, các bạn sẽ không thấy được cái phần thủ theo bẫy việt vị hay là thủ tự do, bởi vì nó đã đưa vào trong cái phần chiến thuật nhanh trong đội ấy. Cái thủ theo hướng bóng ấy chính là cái phần mà bật cái việc là bọc lót cho nhau. Cái vấn đề mà ngày trước phòng ngự nó có cái là thủ tự do thực ra chính là thủ cover cho nhau á, là nó sẽ bọc lót cho nhau. Còn cái thủ bẫy việt vị ở cái tùy chọn chiến thuật cũ thì nó sẽ là thằng nào làm việc thằng đó. Thế thì bây giờ nhá, các bạn vào game thì mặc định của cái việc thủ ấy, nó sẽ là bẫy việt vị giống như ngày xưa, tức là thằng nào là làm việc thằng đó thôi. Mỗi ông là sẽ chấn yểm một cái khu vực nhất định. Đấy, thì nó tương đương với lại cái chiến thuật bẫy tự do, bẫy việt vị ngày trước. Thế nhưng mà khi mà mình bật cái thủ theo hướng bóng thì nó sẽ chuyển sang cái chế độ là bọc lót cho nhau. Nó chuyển sang cái chế độ bọc lót cho nhau thì đối với những cái người mà hay thích dê dắt hoặc là cái khả năng truyền bóng và chuyển đổi trạng thái của họ không phải là thuộc dạng tốt thì mình bật cái thủ theo hướng bóng lên nó sẽ có lợi hơn. Bởi vì họ hay dê thì họ sẽ gặp phải nhiều cái sự truy cản của hậu vệ hơn, thì họ sẽ dễ bị mất bóng. Và cái cảm giác khi mà bạn bật thủ theo hướng bóng thì bao giờ nó cũng có những cái cầu thủ nó xê dịch để nó đứng gần nhau, thì các bạn sẽ cảm thấy là phòng ngự nó đông hơn, về mặt cảm quan là như vậy. Thì đấy là cái thủ theo hướng bóng ấy. Cái tiếp theo là bật tiền đạo tham gia phòng ngự thì đơn giản thôi. Bật tiền đạo tham gia phòng ngự để cái thằng ở trên nó lùi xuống khu vực zone 14 thôi. Thì cái bật tiền đạo tham gia phòng ngự thì nó có hai cách bật. Ví dụ như là con Harry Kane thì mình để là luôn hỗ trợ phòng thủ, đúng không? Thì con Harry Kane nó sẽ lùi xuống phòng ngự. Nhưng mà con Benzema thì mình đang để là luôn ở phía trên. Đấy. Nhưng mà khi mà vào trận mà mình bật cái chế độ là tiền đạo tham gia phòng ngự thì mặc dù là con Benzema mình để là luôn ở phía trên, nhưng mà bởi vì mình bật cái chiến thuật tiền đạo tham gia phòng ngự thì Benzema nó cũng lùi về luôn. Đấy, nó cũng lùi về luôn. Thì đó là cái, thực ra cái việc mà tiền đạo tham gia phòng ngự thì nó dễ giải thích hơn, đúng không? Cái thủ theo hướng bóng thì mới là cái khó giải thích, và đã giải thích rồi. Nên bật thủ theo hướng bóng hay để mặc định thì có hai trường hợp. Một là đối phương mà hay dê dắt nhiều, cầm bóng ở khu vực biên, sau đấy là hay sử dụng những cái đường truyền ngang vào thì mình bật thủ theo hướng bóng. Còn nếu đối phương là người mà hay chuyển cánh liên tục, ví dụ là họ đứng từ bên này, họ bắn một quả truyền bổng sang phía bên kia, họ châm A sang bên kia, tức là đổi hướng tấn công bằng những cái tình huống mà họ chuyển đổi cánh liên tục và họ thường xuyên có những pha tạt bóng, thì với những đối phương mà họ hay tạt bóng và hay chuyển cánh như vậy thì mình không nên bật cái thủ theo hướng bóng. Bởi vì khi mà mình bật thủ theo hướng bóng thì hàng phòng ngự của mình nó bị co lại. Nó co lại thì cái việc mà đối phương nó chuyển trạng thái một cái thì bên kia nó sẽ trống ra. Đấy, thì nó có hai cách như vậy. Thì mình phải biết thôi, phải tùy theo tình huống thôi. Đội bạn mà nó đá kiểu nọ thì mình chơi kiểu trai. Giả thế, chứ nó không thể có một cái công thức nào chung là việc là nên bật hay không nên bật, mà nó tùy thuộc vào cái việc là đội bạn nó đá thế nào. Game này thì nó có cái chế độ đấy là cộng điểm câu giờ phần sân nhà, cho nên thực ra các bạn chỉ cần mid pressing tốt là được, chứ còn game nó không có cái khả năng high pressing.
đội hình đi lùa này thì tự anh em xét thôi, thực ra nó theo cái nhân sự của các bạn muốn xét kiểu gì cũng được. Đại loại là đã đi lùa bóng thì mình sẽ để là cùng nhau gây áp lực. Đấy, độ rộng thì anh em có thể để 6 cũng được. Độ cao thì để ít nhất là 8. Ít nhất là 8. Cái phần này thì để là chuyển trạng thái nhanh, ok. À, độ rộng để cao luôn. Cầu thủ trong vòng cấm để 8 được, 8 hoặc 10. Cái phần này thì các bạn để là tổng tấn công. Sơ đồ 4-2-2-2 anh nghĩ vẫn sẽ là sơ đồ cháy nhất của ấy thôi, cháy nhất của đợt này thôi. Phần này thì cứ để nguyên thôi, đánh chặn chủ động hết. Tất cả anh em để đánh chặn chủ động. Ở biên cầu thủ tự do. Rồi, thằng này thì sẽ là giữ vị trí trung trung lộ. Dương Tô gửi 5.000 lớp su bay b 4.222 setting vẫn như cũ à, set này update e đá mà khó điên toàn thua mặt nếu. Setting như cũ không khác gì luôn. Cái việc mà anh em cảm thấy khó là bởi vì trong anh em đang bị một cái đấy là bị ám thị. Anh em bị ám thị bởi việc là meta thay đổi các thứ, cho nên nó dẫn đến cái việc các bạn vội vàng hoặc là nó có cái gì đấy nó làm các bạn bị mất nhịp chơi. Đấy là vì bị ám thị. Còn các bạn cứ tư duy là game nó chả có gì thay đổi cả. Các bạn đá như cũ. Nó sẽ fix lại những cái lỗi, ví dụ là truyền sai, truyền lỏng. Đấy, truyền thằng A ra thằng B. Fix lại những cái lỗi như là đỡ bóng bước 1 nó bị xịt. Đấy, thì đó là những cái lỗi mà nó fix. Cái lỗi tiếp theo là chỉ hướng bên trái nó chạy bên phải thì nó cũng đã fix lại. Có mỗi vậy, chứ còn về mặt định hướng của meta thì không có gì đổi cả. Y vậy thôi nha. Thì đấy là cái cảm nhận của mình từ lúc nãy giờ. Bellybo Store, shop chính chủ và duy nhất của Bình Bè và HND TV. Chuyên quần áo FIFA, tay cầm và phụ kiện tay cầm chơi game. Là đơn vị nhiều năm liền đạt danh hiệu shop yêu thích trên cổng thương mại điện tử Shopee. Luôn đảm bảo giá cả tối ưu nhất, chế độ bảo hành tốt nhất, hỗ trợ thông tin và giải đáp thắc mắc nhiệt tình nhất. Truy cập ngay bellybostore.com.